Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên tay mình bây giờ đang là chiếc điện thoại iPhone 10. Chiếc điện thoại này thì hiện tại mình đang cập nhật cho nó cái phiên bản phần mềm mới nhất ở cái thời điểm mà mình làm video này. Nó là 13.3, đấy, iOS 13.3. Và khi mà mình kiểm tra cái phần tình trạng pin của iPhone 10 thì hiện tại chiếc iPhone 10 này của mình đã chai tương đối nhiều rồi. Nó chai khoảng 13% pin sau khoảng hơn 1 năm sử dụng. Và cái dung lượng tối đa của nó còn lại bây giờ chỉ là 87% pin mà thôi. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ có một cái bài test game iPhone 10 trong cái tình trạng mà nó đã bị chai 13% pin, để xem là cái việc iPhone bị chai pin so với cả cái việc lúc đầu mới mua về thì cái khả năng thể hiện chơi game nó sẽ như thế nào. Đấy, bởi vì trước kia chính Apple cũng đã tự mình nói ra rằng là chúng tôi sẽ giảm hiệu năng của những chiếc điện thoại iPhone khi mà nó bị chai pin. Đấy, Apple gặp một cái phốt rất là lớn như vậy. Nhưng mà sau này thì họ đã khắc phục cái điều đó rồi. Nhưng mà không biết là đến thời điểm hiện tại cái điều đó có được khắc phục triệt để hay không. Đối với cả cái iPhone mà mình đang cầm trên tay này thì mặc dù cái pin của nó bị chai là 13% pin, nhưng mà nó lại không bị cái lỗi pin ảo. Pin ảo nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ bây giờ bạn đang ở 100% pin, tự nhiên nó tụt phát xuống 9% pin mà không qua 9, 9, 9, 8, 9, 7, 9, 6, v.v. Đấy, hoặc là ví dụ như nó đang ở tầm khoảng 20% pin mà nó bị sập nguồn chẳng hạn. Đấy, chứ nó không qua 10%, không qua 5% các thứ. Đấy, thì đấy là lỗi pin ảo. Thì cái máy này rất là may, nó không gặp lỗi pin ảo. Đấy, nên là mình test thế để cho nó công bằng nhất cho các bạn. Đấy, và hai cái tựa game mà bọn mình test ở đây là hai cái tựa game rất là cơ bản, đó là game Liên Quân Mobile và PUBG Mobile, để các bạn lấy ra làm tham chiếu. Và người test game cho mình vẫn là một nhân vật rất quen thuộc, đó là Admin Kha. Đó. Còn lại thì mình cũng nói luôn đấy là nếu các bạn muốn có một cái sản phẩm iPhone ý mà nó có hiệu năng tốt nhất thì chắc chắn là chúng ta nên mua những sản phẩm iPhone mới rồi, mới tinh luôn, bóc hộp luôn. Đấy, và các bạn có thể tham khảo qua giá bán của những sản phẩm như kiểu là iPhone 10 cũng như là iPhone 10R tại Soundnex. Hiện tại thì mình thấy là giá bán của bộ đôi iPhone 10 cũng như iPhone 10R đang được giảm giá khá nhiều đối với phân khúc hàng chính hãng. Và tất nhiên với hàng chính hãng thì chúng ta sẽ được bảo hành 1-1 rồi. Đó. Trong cái quá trình test game cái sản phẩm iPhone 10 này thì Admin Kha sẽ nói cho các bạn xem là cái cảm giác cầm nắm như thế nào, rồi là khi chơi game nó bị nóng lên hay không, và nếu nóng lên thì nó sẽ bị nóng nhất ở phần nào, bởi vì là iPhone mà khi đã bị chai pin thì mình nghĩ là nó sẽ bị nóng đấy. Đấy, rồi là tiếp tục là chơi game nó bị lag và giật hay không, nó có bị tụt khung hình trên dây hay không, và so sánh nó sang với những sản phẩm trong cùng tầm giá như nào, rồi là cái phần tai thỏ như này nó có chiếm dụng diện tích quá nhiều trong cái quá trình chúng ta chơi game hay không. Đấy là những cái tiêu chí mà bọn mình luôn luôn đặt ra trong mỗi một bài test game để cho nó đầy đủ nhất cũng như là khách quan nhất cho các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài test game rất chi tiết chiếc iPhone 10 sau khi đã bị chai pin với hai tựa game Liên Quân Mobile và PUBG Mobile qua phần trình bày của Admin Kha. Và bây giờ thì mình sẽ test game cho chiếc iPhone X này. Trước khi vào phần test game thì mình sẽ show cho bạn là điểm số AnTuTu này. Ở đây thì với chip A11 Bionic thì chúng ta sẽ có điểm số là 213.000 điểm. Và khi chúng ta đi sâu vào, các bạn sẽ thấy này, điểm GPU của nó chỉ là 67.000 điểm thôi. Tức là về mặt điểm số, nó chỉ ngang với con chip Snapdragon 730. Đó, thậm chí còn thua nữa cơ, 730 có khi lên đến là 71.000 điểm. Như vậy thì để xem rằng là điểm số nó có ảnh hưởng đến cái trải nghiệm thực tế hay không thì xin mời các bạn đi vào phần test game chi tiết của mình nhé. Như vậy là mình đã vào tựa game PUBG Mobile rồi các bạn nhé. Ở đây thì mình đang để ở cái mức độ họ là HDR và FPS là 40, cộng với đó là tính năng khử răng cưa. Về cơ bản thì rõ ràng tuy là con chip A11 Bionic nó cho ra một cái điểm số GPU AnTuTu nó cũng khá là thấp, xem với lại là cái con chip Snapdragon 730 thôi. Tuy nhiên là rõ ràng đây là một thiết bị iOS cơ mà, cho nên là bắt buộc là mình phải để lên ở cái mức chế độ đồ họa cao nhất rồi. So với Galaxy S8 hoặc là những cái thiết bị flagship mà sử dụng chiếc Snapdragon 835 cùng thời thì rõ ràng đến bây giờ thì nó vẫn cho ra một cái mức hiệu năng như thế. Đó. Khi mà trải nghiệm từ game PUBG Mobile thì cả S8 cũng như là iPhone X thì nó đều có thể là để được ở mức độ họ là HDR và 40fps. Những cái thao tác mà nhảy xuống máy bay hoặc là bung dù như thế này thì hoàn toàn rất là mượt mà các bạn nhé, không có gì để chê cả. Tuy nhiên thì nó cũng đã cho thấy rằng là những con chip của Apple thường ấy nó sẽ không lỗi thời nhanh, nó sẽ không xuống hiệu năng nhanh, nhưng mà về cơ bản nhiệt độ nó sẽ tăng lên khá là nhanh. Chỉ mới vào đầu trận thôi nhưng mà mình đã thấy là nhiệt độ nó đã tăng lên khá nhiều rồi. Phần mặt lưng sau đây với cái cụm camera. Và hiện tại thì mình đang test trên chiếc iPhone X đã bị chai pin rồi các bạn nhé. Dung lượng pin còn lại của nó hiện tại bây giờ chỉ là 87% thôi. Rõ ràng thì với kích thước mà 5.8 inch của Apple thì được họ tối ưu cũng khá là tốt.
Mình cầm như thế này thì rất là vừa tay các bạn nhé, không quá to cũng không quá nhỏ. Thật sự thao tác trên con này thì cực kỳ là thoải mái luôn. Với cái lối thiết kế mà dạng khuôn viên bo cong như thế này, nó đã xuất hiện từ đời iPhone 6 rồi và nó đã được duy trì đến bây giờ. Thật sự là mình rất là thích cái lối thiết kế như thế này, tại vì về cơ bản nó rất là thực dụng. Rõ ràng thì khi ta cầm với một cái khuôn viên cong thì nó sẽ hạn chế tối đa được cái việc cắn tay. Tất nhiên là ở đây sẽ có một số bạn bảo rằng là cái lối thiết kế của đời iPhone 4, 4S, 5, 5S nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì đối với bản thân mình thì mình thiên về theo cái hướng nó cân bằng một tí. Rõ ràng thì với cái khuôn viên bo cong như thế này, nó sẽ giúp cho chúng ta cầm thích hơn, đầm tay hơn so với cái việc mà chúng ta phải cầm một cái khuôn viên nó vuông góc, nó cắn tay như thế. Cùng với trải nghiệm hiển thị trên cái con này thì thật sự rất là tuyệt vời. Màu sắc tuy là sử dụng màn AMOLED nhưng mà rất là trung thực. Apple đã làm rất tốt cho cái việc mà cân bằng màu sắc trên cái chiếc iPhone X này. Và rõ ràng rồi, nó sẽ có độ phân giải là Full HD Retina. Cho nên là các bạn gần như là không phải lo gì về cái chất lượng chi tiết nó hiển thị trên này cả. Retina thì nó luôn luôn cao hơn so với một cái mức độ phân giải bình thường. Một khi mà nó đã gắn vào cái chữ Retina thì chắc chắn là nó sẽ sắc nét hơn bình thường các bạn nhé. Và cái vấn đề mà mình lo ngại nhất ở đây đó chính là về cái phần nhiệt độ. Nó nóng lên khá nhanh và thật sự rất nóng các bạn à. Tất nhiên mình vẫn hiểu rằng nè, tất nhiên mình vẫn hiểu rằng là đây là một cái mức độ họ cao. Tuy nhiên là so với Snapdragon 835 thì nó vẫn có sự chênh lệch nhất định về cái phần nhiệt độ như thế này. Tất nhiên về cơ bản thì mình đang test trên một cái thiết bị chai pin. Tuy nhiên là cái điểm GPU nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc là cái con điện thoại này nó có bị chai pin hay không các bạn nhé. Wow, tại vì nó đã có hiện tượng nóng quá mức cho nên là nó bắt đầu bị drop các bạn à. Đây, thật sự what? Hôm nay thì mình sẽ chơi vị tướng Richter ở vị trí là đường khe xa các bạn nhé. Và không biết là mình sẽ solo với ai hôm nay đây. Không phải Van Hen à, căng thế nhờ. À, nửa cây về bơ máu này. Đó. Đánh cho nửa cây về bơ máu luôn. Tuyệt vời. An enemy has been defeated. Mất thời gian. Mức FPS thì nó cũng dao động trung bình là 5960 các bạn nhé. Kinh quá. Trời ơi, phốt phốt. Trời ơi. Căng.
Và các bạn thấy rồi đó, với cái pha combat như thế thì hoàn toàn nó cho ra rất là mượt mà. FPS luôn luôn giữ ở mức 59-60. Trời ơi, đúng giết được 3 người luôn á trời. Về trải nghiệm cầm nắm trên iPhone X thì khối lượng tổng thể của nó là 174g, thiết kế mặt lưng và 4 góc cạnh được bo cong nhẹ. Tổng thể có một thiết kế liền mạch, cầm rất thoải mái và đầm tay. Trải nghiệm hiển thị thì loại màn hình được trang bị trên iPhone X là loại màn hình Super Retina OLED có kích thước là 5.8 inch với độ phân giải là Full HD Retina cho một độ điểm ảnh là 458 PPI. Thật sự rất là kinh khủng với một cái mức độ phân giải HD như vậy các bạn à. Có độ sáng cao, chất lượng màu sắc và chất lượng chi tiết ở mức cực kỳ tốt. Trải nghiệm âm thanh thì con này được trang bị loa kết stereo, chất âm ấm, loa to, có âm trường rộng và chi tiết cao. Còn đối với tựa game PUBG Mobile thì khi mà trải nghiệm đồ họa ở mức là HDR 40fps cộng với đó là tính năng khử răng cưa thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 49 độ C. FPS trong điều kiện bình thường cũng như trong điều kiện giao tranh thì hoàn toàn mượt. Tuy nhiên thì với cái nhiệt độ nóng như thế này đến mức mà nó không chịu được nữa thì bắt buộc nó phải drop xuống. Và thật sự là nó rất là nóng các bạn à. Biên trung bình một trận của nó sẽ dao động từ 18-21% cho tổng thời gian 25-30 phút. Còn đối với tựa game Liên Quân Mobile thì khi mà trải nghiệm đồ họa ở mức là HD 60fps cộng với đó là chi tiết cao thì nhiệt độ khi trải nghiệm cho ra là 47 độ C. FPS trong điều kiện bình thường sẽ là 59-60 và trong điều kiện giao tranh thì tại vì nó cũng đã quá nóng cho nên là nó sẽ có hiện tượng drop nhẹ 57-60fps. Pin trung bình một trận của nó sẽ dao động từ 12-15% cho tổng thời gian 10-15 phút. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì hãy để lại ý kiến mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và tạm biệt.